Hỏi đáp thiền sư S.N. Wangka về thiền Anapana và định tâm. Câu hỏi: tại sao thiền sư dạy thiền sinh chú tâm vào hơi thở Anapana ở lỗ mũi thay vì ở bụng? Thiền sư S.N. Wangka: vì đối với chúng ta, thực hành Anapana chỉ là để sửa soạn cho sự thực hành Vipassana. Và trong loại Vipassana này, chúng ta cần một sự chú ý đặc biệt mạnh. Vùng chú ý càng nhỏ thì sự tập trung càng mạnh. Bụng quá rộng để có thể phát triển với độ tập trung mạnh như vậy. Mũi là nơi tập trung thích hợp nhất. Vì vậy mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta tập trung ở đấy. Khi thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta có thể đếm hay nói vào khi chúng ta hít vào và ra khi chúng ta thở ra không? Không, không được nói liên tục. Vì nếu bạn thêm một tiếng vào sự ý thức về hơi thở, thì dần dần tiếng đó sẽ chiếm ưu thế và bạn sẽ quên bẵng hơi thở. Rồi bạn có hít vào hay thở ra, bạn cũng nói vào. Và bạn thở ra hay hít vào, bạn cũng nói ra. Tiếng này trở thành câu thực chú. Chỉ nên chú ý vào hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở. Tại sao tập mà Samadhi lại không đủ để giải thoát? Vì sự thanh tịnh của tâm phát triển được bằng Samadhi là do sự dồn nén chứ không phải do sự diệt trừ hết nghiệp. Cũng giống như một người làm cho nước bùn thành nước trong bằng phèn chua, chất phèn đã làm bùn kết tủa, lắng xuống, để lại nước ở phía bên trên trong suốt. Cũng thế, Samadhi đã làm những lớp trên của tâm trở nên trong sáng, nhưng những bất tịnh vẫn còn tích tụ ở vô thức. Những bất tịnh tiềm ẩn này phải bị loại bỏ để được giải thoát. Và muốn làm như vậy, ta phải thực hành Vipassana. Quên hẳn quá khứ và tương lai, và chỉ chú ý đến hiện tại thì có hại hay không? Nói cho cùng, đó không phải là cách sống của loài vật sao? Người nào quên đi quá khứ, chắc chắn sẽ lặp lại những điều trước đây. Kỹ thuật này không dạy bạn quên hẳn quá khứ, hay không quan tâm đến tương lai. Nhưng vì tâm có thói quen ngụp lặn triền miên trong ký ức, từ quá khứ hay trong thèm muốn, hay có những dự tính sợ hãi về tương lai và có vô minh về hiện tại. Thói quen không lành mạnh này làm cho đời sống thành khổ sở. Nhờ có thiền, bạn học cách đứng vững trong thực tại. Với căn bản vững chắc này, bạn có thể vận dụng những chỉ dẫn cần thiết từ quá khứ và chuẩn bị những dự tính thích hợp cho tương lai. Tôi nhận thấy khi tôi hành thiền mà tâm tôi đi lung tung, một thèm muốn bắt đầu và tôi nghĩ là tôi không thể được thèm muốn, thế là tôi bồn chồn vì tôi đang thèm muốn, tôi phải đối phó với tình trạng đó như thế nào? Tại sao lại phải bồn chồn vì thèm muốn? Hãy chấp nhận sự kiện đó, hãy xem, đang có thèm muốn, thế thôi, và bạn sẽ thoát khỏi tình trạng đó. Khi bạn thấy tâm mình đi lang thang, bạn chấp nhận, kìa, tâm tôi đang đi lang thang. Và tự động tâm bạn trở lại với hơi thở. Đừng tạo nên sự căng thẳng vì lòng thèm muốn hay vì tâm đi lang thang. Nếu làm như vậy, bạn lại gây ra sự chán ghét mới. Hãy chấp nhận nó. Thế là đủ. Tất cả những kỹ thuật thiền Phật giáo đều đã được biết đến trong yoga. Vậy điều gì là thực sự mới lạ trong cách thiền do Đức Phật chỉ dạy? Phái yoga là sự phát triển về sau. Patanjali sống vào khoảng 500 năm sau thời Đức Phật và lẽ dĩ nhiên, kinh điển yoga chịu ảnh hưởng của giáo huấn của Đức Phật. Dĩ nhiên, tập yoga có từ trước thời Đức Phật và chính Ngài cũng đã thực hành trước khi Ngài giác ngộ. Tuy nhiên, tất cả những kỹ thuật này chỉ hạn hẹp trong giới và định. Định chỉ đạt được tới tầng thiền, Dhyana, thứ 8, vẫn còn trong phạm vi kinh nghiệm cảm giác. Đức Phật tìm thấy tầng thiền Dhyana thứ 9, đó là Vipassana, tầng thiền phát triển tuệ giác, đưa thiền giả đến mục đích tối hậu, siêu việt mọi kinh nghiệm cảm giác. Tôi thấy mình hay khinh rẻ người khác, xin thầy cho biết có cách nào tốt để thay đổi tật xấu này không? Bằng cách hành thiền, nếu tự ngã quá lớn, bạn coi rẻ người khác, làm giảm sự quan trọng của người khác và tăng tầm quan trọng của mình lên. Nhưng thiền sẽ làm tiêu tan bản ngã và bạn sẽ không còn làm gì để làm tổn thương người khác nữa. Hãy hành thiền và vấn đề là sẽ tự động được giải quyết.
Nhiều khi tôi cảm thấy tội lỗi về những việc tôi đã làm, cảm thấy có tội không giúp gì được cho bạn, nó chỉ gây hại mà thôi. Tội lỗi không có chỗ đứng trên con đường của Dharma. Khi bạn thấy mình hành động sai quấy, hãy chấp nhận mà không cần phải biện minh hay giấu giếm gì cả. Bạn có thể gặp một người bạn kính trọng và nói: "Tôi đã phạm lỗi này, trong tương lai tôi sẽ cẩn thận, không tái phạm nữa." Sau đó, bạn hành thiền và bạn sẽ có thể thấy mình thoát khỏi sự khó khăn đó như thế nào. Tại sao tôi cứ nâng cao bản ngã? Tại sao tôi cứ gắng là tôi? Vì vô minh nên tâm đã bị điều kiện hóa để làm như vậy đấy. Nhưng vì Vipassana có thể giải thoát cho bạn khỏi điều kiện có hại này, thay vì chỉ nghĩ đến mình, hãy học cách nghĩ đến người khác. Làm sao có thể làm được như vậy? Trước hết phải nhận biết mình là người ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình như thế nào. Nếu bạn không nhận thức được sự thật này, thì bạn không thể thoát khỏi sự điên cuồng, chỉ yêu bản thân mà thôi. Hành thiền lâu rồi bạn sẽ nhận thức được rằng, ngay cả tình yêu của bạn đối với người khác, thật ra cũng chỉ là yêu bạn mà thôi. Bạn sẽ hiểu, tôi là ai, tôi yêu người đó vì tôi mong mong mỏi cái gì từ người đó. Tôi mong mỏi người đó hành xử theo cách tôi muốn, nhưng khi người đó hành động khác đi thì tôi không còn yêu người đó nữa. Vậy thì thật sự tôi yêu người đó hay yêu tôi? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng, không phải bằng tri thức mà bằng sự thực hành Vipassana. Và một khi đã có sự nhận thức trực tiếp này thì bạn bắt đầu thoát khỏi ích kỷ của mình, và rồi bạn học cách phát triển tình yêu thật sự đối với người khác, tình yêu vị tha, một chiều cho mà không mong để đền đáp. Tôi thấy phần đông những người đó đều nghiện ngập. Tôi không biết cho họ tiền có phải là khuyến khích họ dùng ma túy hay không. Bởi vậy, phải biết chắc chắn món tiền bạn cho phải được sử dụng đúng đắn, nếu không thì chả có ích gì cho ai cả. Thay vì bạn cho tiền những người đó, bạn giúp họ khỏi nghiện ngập, thì bạn thật sự đã giúp đỡ họ. Bất cứ hành động nào của bạn cũng phải làm với trí tuệ. Khi thiền sư nói hãy hạnh phúc, thì đối với tôi, mặt trái của nó là tôi buồn. Tại sao phải buồn? Hãy thoát khỏi buồn rầu. Đúng thế, nhưng tôi tưởng chúng ta đang tập để được quân bình. Quân bình làm bạn hạnh phúc. Nếu bạn mất quân bình, bạn buồn khổ. Hãy bình tâm, hãy hạnh phúc. Tôi tưởng là hãy bình tâm, không làm gì cả. Không, không. Quân bình làm bạn hạnh phúc, chứ không phải là gì cả. Bạn trở nên tích cực khi bạn có một tâm quân bình. Hỏi đáp cùng thiền sư SN Wenka, trích từ cuốn Nghệ thuật sống.